Dạ vừa rồi là cái món quà mà món quà yêu thương mà của một cái cô khán giả yêu thương tặng Cường 5 chỉ vàng BNG đó các cô chú chị, thì có nhờ cô ấy sẽ lên trao cho Út Cường. Cô ấy vừa tiếp nhận rồi. Dạ bây giờ trong cái túi đồ của cô ấy là nó hơi nặng. Dạ vâng. Sao còn dư hơn người ta một cái tà nha. Người ta có con tà xanh thôi, chỉ cần tà trắng à. Rồi. Đồ trắng lên coi, nãy giờ chắc no đi chơi ấy vậy. Nhật Bản có nhờ cô ấy chụp hình cái bánh đỉnh nhất, cái bánh mà cô gọi là bánh đỉnh nhất, để cô ấy chụp cái bánh đỉnh nhất gửi cho cô. Dạ. Cô nói là cái bánh đỉnh nhất. Cô nói chụp giùm cho cô cái bánh đỉnh nhất gửi cho cô. Bánh đỉnh nhất dạ. Các cô chú anh chị không cần gọi quậy đâu, quậy từ quậy kiểm tra. Quậy kiểm tra rồi quậy sẽ gửi. Quậy sẽ gửi cho các cô chú anh chị nha. Quậy kiểm tra rồi quậy gửi. Quậy không có bỏ sót đâu, quậy từ quậy gửi á. Đó, quậy từ quậy kiểm tra là quậy gửi cho các cô chú anh chị đường link. Không cần phải gọi, tại vì gọi quậy cũng không có nghe được. Đó, mấy cô xin đường link thì quậy gửi. Không cần phải gọi cho quậy đâu nha, cứ nhắn tin cho quậy là được. Chương trình chắc cũng sắp diễn ra rồi các cô chương trình. Chị ngồi đâu chị? Ngoài chưa thấy đâu á. Sao rồi ngoài? Về ăn đòn. Chị Thúy Hà về mà giấu cả ngoại rồi giấu tất cả mọi người. Về nhà là ăn đòn. Cô Hồ Văn ngồi FC Đồng Nai nữa hả? Có gì Đồng Nai hả? À. Không, người ta tưởng anh là bên chuyên nghiệp. Ghê không, ghê không? Mình nhận cái nó được luôn á. Dạ vâng. Chào đón Đồng Nai lúc nào cũng chào đón mọi người hả? Hiện tại thì các cô chú chị thấy cũng gần đầy đủ hết rồi, các cô chú chị cũng khá gần đầy đủ rồi. Dạ, đẹp, hai đôi bông cô chế hai đôi bông đẹp không ạ? À?
Dạ, cái này là đeo đi đám cưới này kia luôn á. Dạ. Và không đụng hàng nha. Dạ. Dạ. Dạ, Cường chưa ra các cô chú anh chị. Dạ. À, hiện tại cũng khá đông đủ rồi ạ. Dạ. Nhưng cái kem kia bôi có thấy được được dạ. Bôi chưa? Chưa bôi nhưng mà cũng được rồi nè. Dạ. Để bôi đẹp là chị ủng hộ cho. Dạ. Dạ alo ạ. Dạ alo ạ. Chương trình sắp diễn ra rồi nha các cô chú anh chị. Các cô chú anh chị chuẩn bị đường link Facebook này kia. À, các cô chú anh chị chuẩn bị đường link Facebook để chuẩn bị vào xem nha. Đây quẩy thấy mọi người cũng bắt đầu ăn rồi. Bắt đầu ăn rồi dạ. Dạ vâng. Dạ. Dạ. FC Bình Dương. À Bình Dương bây giờ lập cái group lên đi để em chia sẻ kêu gọi mọi người vào chứ thấy chưa có. Có chưa? Chị ấy cho em cái Zalo đó đi để em về em kêu gọi mọi người vào Bình Dương cho. Dạ. 0813. Dạ. Chị quản lý group đúng không? Dạ. Nhà đây các cô chú chị ở Bình Dương nhớ chị nha, chị tên gì ạ? Tên Thanh. Chị có dạ Ngọc Hân. Chị Ngọc Hân có tạo group FC Bình Dương rồi các cô chú chị Bình Dương. Các cô chú chị Bình Dương nhớ chị Ngọc Hân nha. Dạ. Dạ vâng rồi, quậy tham gia và dạ vâng có gì chia sẻ FC Bình Dương. Dạ Bình Dương đây. Dạ. Đấy hôm nay mới có Bình Dương này mà khi đâu thấy toàn riêng lẻ không à. Dạ. Dạ. Bình Dương với Đồng Nai gần Sài Gòn nhất nó phải mạnh lên dạ. Dạ vâng, đấy, Bình Dương với Đồng Nai là gần là đi ủng hộ. Dạ vâng. Đấy. Còn anh cho nhà mình cũng là Bình Dương nè. Chị Gấm Võ cũng Bình Dương, còn mấy cô Bình Dương đó. Dạ. Dạ vâng, đấy, cho nên là tàu rút như vậy thì mình đi cho nó vui. Vâng. Trước giờ toàn đi rải rác không à? Dạ. Vâng. À, chị Google dẫn đi 3 tiếng à? Vâng, đó, hôm nay quậy thấy được FC Bình Dương rồi để về quậy kêu gọi mọi người vào. FC Bình Dương à? Mấy giờ mới phát chị? Phát rồi hả? Dạ, bên fan lúc có phát rồi nha các cô chú anh chị. Ở bên fan lúc có phát lâu chưa chị? Dạ. À mới phát có chút xíu, đang để hình lên, tí nữa các cô chú anh chị chuẩn bị vào được rồi đó. Các cô chú anh chị thấy Facebook có chưa ạ? Để quay vào quay kiểm tra cho. Dạ bên Facebook có rồi nha các cô chú anh chị, nhưng mà đang để hình lên thôi. Đó, các cô chú anh chị nào chưa có đường link thì nói quậy nha. Đây đang để cái hình nền nè. Đó, có chuẩn bị tí nữa rồi phát. Hiện tại đang để cái hình nền và đang có 372 các cô chú anh chị vào trong đó rồi. Dạ. À, chị nhân viên, chị nói, chị nhân viên phát này, chị nói là mới để cái hình nền thôi, tí nữa mới bắt đầu phát. Dạ, hiện tại đang để hình nền, tí nữa mới bấm cho nó chạy. Dạ, các cô chú chị nhớ đăng ký Hồ Văn Cường Fan Club chưa ạ? Dạ, đó. Để quy về một mối, rồi đến nữa chương trình mà có những sự kiện của Út Cường, các cô chú chị biết vào và xem luôn. À, sẽ được rõ nét nhất và âm thanh tốt nhất luôn. Dạ. Các cô chú chị nào chưa có đường link thì tranh thủ nói quậy gửi nha. Dạ. Quậy gửi đúng đường link rồi đó. Này bây giờ quậy vào Zalo của các cô chú chị nè. Cho cô xin đường link nè. Đây có cô cho cô xin đường link để quậy gửi nha. Nè. Dạ quậy gửi qua nè. Đó. Rồi các cô chú chị nhấp vào cái đường link xanh. Là nó ra cái trang của Cường luôn. Đó. Ra trang của Cường và nhấp vào cái Hồ Văn Cường Fan Club. Rồi, đang phát nè, đó. Hồ Văn Cường Fan Club đang 473 người đang xem rồi ạ. Dạ.
Đó, các cô chú anh chị thấy không ạ? Nhớ nhấp vào cái chữ Hồ Văn Cường Fan Club để nó dẫn xuống nha. Dạ. Rồi các cô chú anh chị nào chưa có cứ nói quậy gửi. Chỉ cần nhắn tin thôi, quậy từ từ quậy gửi hết ạ. Dạ. Ở đây có cô này. À, rồi quậy gửi luôn. Dạ. Dạ không, không không sao đâu, em không đói đâu. Dạ không sao ạ. Dạ được rồi chị, cứ em còn mấy bàn dưới đây còn trống à. À, quậy sẽ gửi hết cho các cô chú anh chị. À, mọi người cũng đang ăn khai vị rồi. Dạ. Đây các cô chú anh chị đang xin đường link. Đó. Cứ nhấp vào cái đường link xanh mà quậy gửi, nó dẫn ra cái trang Hồ Văn Cường Fan Club. Rồi các cô chú chị nhấp vào cái chữ Hồ Văn Cường Fan Club. Đó, nhấp vào cái chữ Hồ Văn Cường Fan Club thì nó dẫn xuống. Đó, nó dẫn xuống à. Đang like này 473 người ạ. Dạ. À. Dạ, các cô chú chị cứ nhắn tin là quậy gửi. Dạ, gửi các cô chú chị sẽ truy vào là tới rồi. Dạ, bây giờ đúng đường link rồi đó. Dạ. Các cô chú chị cứ bên Facebook cũng được, bên Zalo cũng được ạ. Bên Facebook hay Zalo cũng được. Dạ vâng. Bên Facebook này, để quậy gửi bên Facebook nè. À, bên Facebook đây dạ. Dạ bên Facebook dạ. Trên kia 123 giờ rồi. Các cô chú anh chị nào chưa có đường link cứ nói quậy nha. Dạ vâng, không ăn thì tí về ăn xong. Dạ. Trời, chị cha lúc nào cũng được, không sao đâu. Dạ vâng. Dạ vâng, không lo cho em đâu, tí em về em ăn xong. Tí nữa chuẩn. Dạ, tí nữa tắt like bây giờ. Dạ. Dạ. Tí nữa cô Văn Sâm đưa hàng rồi con mới đưa cho ngoại, con mới lấy tiền được chứ. Hôm nay ăn chay món gì ngon nhất ta? Giống như chè. Dạ không. Dạ. Tí nữa ăn sau ạ. Dạ. Tí nữa xuống live rồi ăn. Dạ không có live stream tí nữa. Tụi chay ăn được tới đâu rồi chị? Dạ các cô chú anh chị cứ lấy đường link nè. Các cô chú anh chị hiện tại là chưa có phát nha, mới có hình ảnh thôi ạ. À. Mới có hình ảnh thôi, tí nữa rồi mới phát. Nhớ nhấp vào cái chữ anh Xuân Trường nè, anh Xuân Trường nhìn em, anh Xuân Trường nè.
nhấp vào nè, nhấp vào nó ra thì nó ra cái này, nó chưa có ra cái chỗ phát trực tiếp, nó chưa có ra chỗ phát trực tiếp, các anh chị phải bấm vào cái chữ Hồ Văn Cường Phan Lúc, phải bấm vào cái chữ Hồ Văn Cường Phan Lúc nó mới ra. Ấn vào cái chữ Hồ Văn Cường Phan Lúc nè, đó, ấn vào cái chữ Hồ Văn Cường Phan Lúc thì nó mới ra, rồi kéo xuống dưới nè, đó. Hiện tại nó chưa có phát, nó đang để cái hình nền thôi, mới để cái hình nền thôi. Các cô chú chị nhìn thấy cái mắt người 646 người rồi đây nè, là có chữ trực tiếp rồi, đang là trực tiếp rồi, nhưng mà chưa có bấm chạy, mới chỉ để cái hình nền thôi. Dạ, như vậy là đúng rồi đó, đang hiện tại như vậy là đúng. Các cô chú anh chị chịu khó nghe quậy like, quậy hướng dẫn ở trên miệng á, chứ nhắn tin quậy đâu có bấm từng chữ quậy trả lời được đâu. Dạ, khi mà bấm vào cái đường link đó xong rồi nhấp vào cái chữ Hồ Văn Cường Phan Lúc á, thì nó rõ, nó ra luôn. À, giống như cái này của anh Xuân Trường, nó đang là báo bị lỗi nè. Mở trang này trong Facebook thì ấn chữ mở đi. Dạ, ấn chữ mở để cho nó vô Facebook ạ. À, nếu mà nó chưa vô được nữa là do mình chưa có đăng nhập Facebook á, là nó không có ra. Ấn cái chữ mở đi ạ. Anh ấn cái chữ mở cho nó vô đi ạ. Chay thì ngồi ở đây, mấy cô ăn chay ngồi đây, có ngoại đại học Hoa Sen, cô Kim Khoa. Dạ, ấn chữ ok luôn ạ. Ấn ok luôn, ấn ok, nó đang ra từ từ, ấn ok luôn ạ. Giống như cái anh để lâu quá, anh để lâu quá, giống như anh để lâu quá, anh ấn chữ ok luôn vậy ạ. Các cô chú chị chỉ cần nhắn tin nha quậy thôi là quậy gửi nha, không cần phải nói gì thêm ạ. Dạ, à, cứ nhắn cho quậy cái này quậy gửi luôn, không cần phải nói gì thêm. Số điện thoại Zalo 0813350765 ạ. Đã gửi đường link xong. Mà đi, đừng ngồi cha, để ngồi tiếp dưới đây luôn rồi. Dưới đây à. À, kín hết bàn này các cô chú. Dạ, dạ. Ăn chay à? Trời, ăn chay ngồi xa nhá. Quậy ơi, gửi luôn. Dạ. Dạ, alo ạ. Dạ. 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 Dạ vâng. Không. Dạ anh kết bạn Zalo em này, em gửi cho 0813350765. Chào chị. 0813350765. Dạ. Đây là dàn các cô các chị check vé. Dạ vâng.
ơn chú quậy nha, chị nhắn được rồi. Vâng, đó, các cô chú anh chị. Rất là dễ thôi, không có gì khó. Số điện thoại quậy 0813350765 các cô chú anh chị ạ. À, kết bạn Zalo rồi quậy gửi. Dạ, chào các cô chú anh chị, nãy giờ quậy không có đọc bình luận được cả mọi người. Dạ, alo ạ. Dạ. Sao không được ạ? 0813350765. Dạ, cái số đó đó. Vâng. Dạ. Nãy giờ chắc phải 40-50 người các cô chú anh chị rồi. Lần này về các cô chú anh chị chịu khó đăng Facebook nha. Quá trời các cô chú anh chị chưa có nè. Chỉ cần kết bạn không cần nói gì quậy cũng gửi luôn cho nó nhanh. Chỉ cần kết bạn không cần nói gì, giống như chị Min Lê, cảm ơn chú quậy con vào được rồi nè, đó, cứ có Facebook là vào được thôi ạ. Lúc này mọi người kết bạn với quậy chẳng có ngoài mục đích gì là đường link thôi, nên quậy không cần phải nói gì đâu, quậy cứ anh thấy là quậy gửi. Dạ. Đây cũng có thêm món quà nữa. À, bây giờ giống như để cho các cô chú anh chị trong gia đình ăn uống, rồi từ từ em Cường tới ạ. Các cô chú anh chị nào mà chờ khoảng trên 5 phút mà không có thì nhắn tin cho gọi nha. Còn dưới 5 phút thì không cần phải nhắn tin đâu ạ. Quá trời các cô không có luôn. Bởi vậy hèn chi sao cái trang fanpage của Út Cường nó ít người, các cô chú anh chị không có biết. Lần này các cô chú anh chị cố gắng tạo Facebook rồi, bấm vào đường link rồi, nhưng cứ cái hình ảnh đó con. Cái hình ảnh đó là tại vì người ta chưa có phát. Hiện tại người ta đang là ảnh nền thôi. Đây, quậy mở vào cái trang đó, hiện tại người ta cũng đang để cái ảnh nền thôi. À, hiện tại cái trang đó người ta chưa có phát. Ấm vào cái Hồ Văn Cường fan club. Quậy nói nãy giờ là họ chưa có phát. Dạ, đây, họ vẫn để cái hình nền này thôi. Hiện tại 612, các cô chú chờ một tí nữa họ phát thì mới thấy ạ. Hiện tại họ chỉ để cái hình nền thôi. Nhìn thấy cái hình này là đúng rồi đó. Nhìn thấy cái hình này là đúng nha các cô chú anh chị. Nhìn thấy cái hình này là đúng rồi. Dạ, nhìn hình này là tí nữa họ phát sau. Có nhiều cô chưa kịp nhắn tin quậy gửi luôn cho mà. Để quay gửi lại cái đường link cho anh Cường coi, anh Trường coi sao. Anh Trường bấm lại cái đường link mới này coi được không ạ? Anh Trường bấm lại cái đường link mới coi được. Dạ, cái đó là cái fan club thôi, chưa phải ạ. Cái đó không phải.
trường bấm lại cái đường link mới coi được không? Bây giờ mà cứ hết đồ ăn là mình la lên và người ta thấy à. Cứ mình hết đồ ăn là mình phải la người ta mới thấy. Dạ. La mấy lần mà chưa thấy à. Hai ba. À, quậy gửi cái đường link qua cho các cô anh chú anh chị mà bấm vào không được á thì các cô chú anh chị cố gắng tìm cách, chứ còn bây giờ quậy hướng dẫn cũng không có hướng dẫn được ạ. Dạ. Quậy chỉ gửi cái đường link rồi các cô chú anh chị truy vào thôi ạ. Nãy giờ các cô chú anh chị lâu lâu mới có cô chú anh chị không vào. Dạ. Dạ, làm lại ạ. Dạ. 1 2 3 3 Ngược hả? Ký ngược hả? Dạ hiện tại họ chưa có phát, họ mới đang để cái ảnh nền thôi. Các cô chú anh chị tí nữa chương trình họ phát sau ạ. Khi nào mà quậy xuống like là lúc đó họ phát rồi. Dạ.
phát chưa, phát chưa anh? Phát rồi. Dạ phát rồi đó các cô chú chị, có phát rồi đó. Dạ chương trình có phát rồi đó. Dạ chương trình có phát rồi nè. Các cô chú chị vào xem được rồi đó. 707 người rồi đó. Dạ. Chương trình có phát rồi, các cô chú chị vào đi ạ. Dạ, chương trình bắt đầu phát rồi đó. Đây là cái trang Hồ Văn Cường Fan Club, các cô chú chị gõ tìm cái từ Hồ Văn Cường Fan Club nè. Đó, các cô chú chị nhìn thấy không ạ? Hồ Văn Cường Fan Club. Bây giờ các cô chú chị gõ cái từ Hồ Văn Cường Fan Club mà cái trang nào mà nó có cái hình màu đỏ đỏ, cái viền màu đỏ đỏ là đang like nè. Có cái chữ like này nè. Có cái chữ like đỏ đỏ đó. Dạ là nó, dạ. Đó, có cái chữ like màu đỏ đỏ đó các cô chú chị, là họ đang like đó. Các cô chú chị vào xem được rồi. Và đây là đang ở dưới đang xem đang phát này. Đó. Rất là nét luôn ạ. Dạ, nét căng. 834 người đang xem nữa ạ. 834 người đang xem. Dạ đó. Đó, nét căng luôn đó. Dạ. Họ có cái dàn máy chuyên nghiệp này. Dạ đây. Hôm nay có vẻ đồ ăn ngon dữ hả? Ăn hết luôn rồi bạn. Dạ thôi rồi. Hôm nay đồ ăn rất là ngon nên các cô các ngoại ăn con cá còn cái xương không rồi. Dạ vâng. Cái xương mà mấy cô còn chưa tha nữa kìa. Giống như ngon lắm các cô chú nhỉ. Dạ, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Và dạ. Đồ ăn rất là ngon các cô ăn. Bởi nói vui các cô chú anh chị đừng có giận nha. Chứng tỏ đồ ăn rất là ngon nên các cô chú anh chị ăn tới. Chương trình đang phát rồi nha các cô chú anh chị. Đó, trên trường đang phát là Hồ Văn Cường Fan Club nè. Đó. Bên kia quay không rõ chứ quậy. Trời ơi, người ta mướn máy quay chuyên nghiệp mà không. Quậy thấy nét lắm ạ. Đây nè, nét lắm ạ. Đây nè. Đây nè. Dạ, đây rất là nét căng luôn ạ. Hiện tại đang 1036 rồi. Các cô chú thì cứ tìm Hồ Văn Cường Fan Club đi, rồi gõ tới gõ lui nó cũng ra. Tại vì hôm nay đang live stream, đang được đề xuất đó. Các cô chú chị cứ gõ từ khóa tìm kiếm Hồ Văn Cường Fan Club này nè. 54.000 người theo dõi nè.
Cứ gõ tới gõ lui đi ạ. Cứ gõ tới gõ lui. Bây giờ quậy vào Facebook của quậy, quậy chia sẻ đường link nha. Quậy vào Facebook của quậy, quậy chia sẻ đường link. Các cô chú chị mà có kết bạn Facebook với quậy thì vào trong Facebook của quậy xem nha. Giờ quậy chia sẻ đường link vào trong trong Facebook của quậy nè. Các cô chú chị vào Facebook, nếu như các cô chú chị có Facebook, các cô chú chị vào trong Facebook. Dạ. Nè, quậy bắt đầu chia sẻ vào Facebook của quậy nha. Rồi bây giờ các cô chú chị nào mà có Facebook của quậy thì vào Facebook của quậy cũng thấy ạ. Dạ. À, các cô chú chị nào đã kết bạn với quậy rồi thì vào Facebook nha. Các cô chú chị vào trong Facebook của quậy á cũng có chia sẻ. Dạ đây. Quậy có chia sẻ trên Facebook của quậy rồi nè, đó. Anh Trường vào Facebook của quậy xem nha. Anh Trường vào trong cái kênh Facebook của quậy á thì quậy có chia sẻ đường link đây rồi. Dạ. Các cô chú anh chị mà có Facebook thì vào bên Facebook của quậy cũng có chia sẻ Hồ Văn Cường fan club rồi ạ. Dạ đây. Anh Trường vào trong Facebook của quậy xem nha. Đó, quậy có chia sẻ luôn rồi đó. Rồi, vào Facebook cũng có thấy rồi ạ. Dạ. Dạ vâng. Dạ đây. Dạ đây. Đây là các cô các chị Vĩnh Long rồi Đà Lạt rồi thành phố Hồ Chí Minh, Thái Nguyên. À đúng rồi, cái này nó hết rồi, mình hô to là người ta mang tới à. 1 2 3 vô. 2 3 vô. 2, 3, 4. Từ từ người ta mang tới liền rồi. Các cô chú chị thấy đồ ngon quá. Anh còn có mối xương cá không ạ? Cái này mang tới mời chủ cùi nha. Ăn đi, cầm gì cầm mãi ra. Rồi lại đi. Tao chỉ dần chồng biết à. Đây, Tây Nguyên, phường 12 hả chị? 12 Bình Tân, Vĩnh Long, Bán Mê Thuộc, Thủ Đức. Đây là mình làm YouTuber nha cả nhà. Đây. Đây mấy cô Tây Nguyên. Dữ dằn quá. Ôi má ơi. Chú cùi đang đặt cơm cho chú cùi ăn miếng. Thương người Cà Mau. Ủa sao cái này nó cứ xoay xoay vậy? Nay cầm tạm máy của chú Cùi nha. Cho chú Cùi ngồi ăn một xíu. Cùi đang ngồi ăn kìa. Cô. Không. Dạ. Máy chú Cùi, máy của chú Cùi á, phải của con đó. Mấy múc cho chú Cùi chén trà, chén đồ ăn cho chú Cùi ngồi ăn xíu. À, chú Cùi. Dạ không. Ơi, có chị Vi nãy sao ngồi dưới đây luôn hả? Dạ. Dạ. Quơ một giấc cho ngồi. Ghê không? Hôm nay em làm YouTuber nè. Đây là chị Thiện. Em đang làm với chú tơ nha. Bảy có chú cùi.
chú cùi. Thầy ông đứng tổ hay là ngồi cho cầm cho miếng. Đây, chị này là YouTuber mới nhà fan mới luôn. Mới fan mới 100%. Đây hai vợ chồng này cùng fan mới luôn nè. Đấy. Ăn chay hả? Cho quay lăn mã đi. À dạ, lăn mã. Chị lăn mã ngồi đâu ta? À chị lăn mã ngồi đâu? Lúc nãy em mới thấy chị lăn mã ngồi đâu bà Thủy. Cường tới hả? Cường tới á. Cường tới các cô chú anh chị ơi. À, các cô chú anh chị vào bên fanclub đi, tí nữa quậy tắt like nha. Em Cường tới nhưng mà giống như là chưa có các cô chú anh chị chưa có ăn xong nên có lẽ em Cường sẽ vào nghỉ một tí. Dạ. À đây chị Lan Mã đây. Dạ. Dạ. Trời ơi, em bé nè. Em bé nè các cô chú anh chị. Con trai con gái hả? Gái hả? Dạ. Dạ quay gửi đường link nè. Để quậy gửi đường link các cô chú này chưa có đường link lấy nha, tí nữa quậy xuống like là hết nha. Còn cô chú chị nào chưa có đường link lấy đi ạ. Còn không thì vào Facebook của quậy đó, quậy có chia sẻ rồi đó. Dạ các cô chú chị là chưa có đường link nói ạ. Nếu mà cô chú chị nào có Facebook của quậy rồi thì bên vào trang Facebook của quậy nha. Facebook của quậy đây. Facebook của quậy có chia sẻ trang ở đó, các cô chú chị vào đó cũng thấy á. Dạ. Vào bên Facebook của quậy cũng có thấy á. Vâng. Sao có 1.300 nè, các cô chú chị vẫn chưa vào á.
có kết bạn Facebook với cuội rồi thì vào bên Facebook cũng thấy á, không cần đường link. David. Út Cường ra. Dạ. Dạ không, tí nữa quậy chỉ quay một tí nữa rồi quậy xuống ngang các cô chú chị vào phân lớp xem. Dạ, bé Cường tới này. À, của chị chia sẻ một chút với Cường rồi các cô chú anh chị xuống like nha. Đó. Đi đâu nữa? Là chưa. Bất Cường chưa ra. Chờ Út Cường lên này, quậy xuống đây nha các cô chú anh chị. Các cô chú anh chị vào fanpage xem nha. Xin được trân trọng kính chào tất cả các quý cô chú anh chị, bởi vì là ngày hôm nay đã dành thời gian đến tham dự buổi tiệc sinh nhật của Hồ Văn Cường. Và hãy dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chúc mừng cho tuổi mới của bạn ấy được không ạ? Dạ, cảm ơn tất cả các quý cô chú anh chị rất nhiều. À, có thể cho em hỏi là ngày hôm nay các cô chú anh chị nãy giờ chúng ta ăn no chưa ạ? Dạ. Bây giờ là mình đang chờ đợi phần xuất hiện của bạn Cường đúng không? Đúng rồi. Dạ, vậy thì trước tiên thì cho em thông qua cái nội dung chương trình ngày hôm nay một xíu để tất cả các quý cô chú anh chị chúng ta có thể nắm được cái đường dây chương trình mà mình có thể trọn vẹn dành tình cảm cho bạn Cường trong buổi tối ngày hôm nay nha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau giao lưu với Cường, sau đó thì chúng ta sẽ cùng nhau cắt bánh kem, hát mừng sinh nhật. Và tiếp tục là phần rất là quan trọng là tất cả các quý cô chú anh chị, chúng ta sẽ gửi tặng những phần quà của mình. Ai có quà, ai muốn lên sân khấu trao trực tiếp thì trong phần này chúng ta sẽ di chuyển lên sân khấu để chúng ta gửi tặng yêu thương đến cho Cường. Và sau khi mà chúng ta đã gửi tặng yêu thương cho Cường xong rồi thì Cường sẽ xuống đến gần hơn từng bàn, từng người và từng cô chú anh chị để có thể giao lưu chụp ảnh. Và sau đó nữa thì chúng ta sẽ bắt đầu chơi những trò chơi để cô chú anh chị có thể gần hơn với Cường. Và cuối cùng đó là Cường sẽ gửi tặng những món quà tinh thần mà Cường đã tập luyện và chuẩn bị mang đến cho tất cả các quý cô chú anh chị trong buổi tối ngày hôm nay. Quý cô chú anh chị cảm thấy là cái nội dung chương trình như vậy có ổn chưa ạ?
thì giờ sao chưa ổn? Quá trời quá đất rồi nha. Dạ, vậy thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau gọi tên Hồ Văn Cường để Cường ra sân khấu được không ạ? Dạ rồi, theo tiếng đếm của em nha. 1, 2, 3. Dạ rồi, ra sân khấu, đứng giữa sân khấu xíu để em cho thấy rõ hơn chung cái gì hết. Rồi, trước tiên thì chắc là mời Cường sẽ gửi lời chào đến cho tất cả các quý cô chú chị ở đây nha. Dạ, hôm nay cả nhà có khỏe không ạ? À? Dạ, con chào cô chú anh chị và tất cả các bạn đã có mặt tại sinh nhật tuổi 21 của con ngày hôm nay ạ. Dạ, ngày hôm nay thì... giống như năm ngoái, mà có khi là hơn năm ngoái nữa. Năm ngoái Thảo cũng dẫn ở đây cũng cùng với Cường và cũng chứng kiến là tất cả đại gia đình xanh đọt chuối. Và ngày hôm nay là Cường xem là không gian hôm nay rộng hơn, mọi người đến đông đủ hơn. Và mọi người đến từ rất là sớm để có thể chuẩn bị tất cả tương tất, từ ở sân khấu, từ quà tặng, từ bánh kem và những chiếc điện thoại đã giơ lên để có thể lưu giữ lại khoảnh khắc đẹp nhất của em. Vậy thì bạn có nơi gì muốn gửi đến cho tất cả quý cô chú anh chị đã hết lòng dành tình cảm của mình để chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật như ngày hôm nay dành cho mình không? Dạ phải hay là xíu nữa là cái lời cảm ơn nó sẽ được thông qua từng lời hát đúng không? Dạ không, mình cảm ơn giờ luôn đi. Chứ để lát mất công đi lu bu rồi giống như đám cưới kia ta. Hôm nay đám dạ, cưới. Dạ thì thôi để con cảm ơn trước luôn. Và hôm nay con cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều đã đến đây để mà mừng tuổi mới của con. Và không biết nói gì hơn, xin tri ân cô chú anh chị rất là nhiều ạ. Dạ rồi, vậy chắc giờ mình sẽ hỏi thử cô chú anh chị nào từ xa nhất đến đây đi ha. Dạ cho em hỏi ai ở thành phố Hồ Chí Minh ạ? Dạ rồi, ai ở xa hơn Hồ Chí Minh ạ? Miền Bắc. Rồi, có miền nào chú cũng giơ tay cho nè. Chú đa dùng miền hả? Chú là em mà có show nào là luôn luôn có mặt chú ở đó. Là đi tới vùng nào là định cư vùng đó. Đúng luôn, mỗi gọi là đại gia, mỗi nơi có một căn nhà. Oh, wow, trời ơi. Em cũng mơ ước vậy. Vậy ai cô chú anh chị nào ở miền Trung hả? Cũng y chang luôn. Dạ ai ở hải ngoại về ạ? Đây chú nè, chú nè. Wow, chú cũng ở nước ngoài luôn. Trời ơi, quá dữ luôn. Dạ rồi, cảm ơn tất cả các quý cô chú anh chị rất là nhiều và đã không ngại thời gian là quãng đường khoảng cách địa lý rất là xa, nhưng mà tình cảm của các cô chú anh chị ở đây dành cho Cường thì Cường cảm nhận được chắc là từ lâu rồi chứ không phải là mới bây giờ đâu ha. Rồi vậy thì năm 2023 thì Cường đã có chia sẻ ở trên các nền tảng xã hội đó là Cường đã cảm thấy rất là hạnh phúc bởi vì 2023 là một năm rất là thành công với Cường và nhận được rất là nhiều tình yêu thương của đại gia đình xanh đọt chuối. Vậy thì 2024 Cường có một món quà tinh thần hay một dự án nào để có thể gửi tặng đến cho tất cả các cô chú anh chị không? Dạ thì chuẩn bị lấy chưa? Dạ chưa. Dạ năm nay chưa. Phải nói là như con đã chia sẻ thì năm 2023 là một cái năm vô cùng là hạnh phúc đối với em, bởi vì là em được nhận được những cái tình yêu thương của cô chú anh chị rất là nhiều. Và trong năm 2024 thì em cũng nhóm nhém những cái dự định nho nhỏ thôi, em cũng chưa có hứa trước là một cái sản phẩm lớn hay là một cái, nhưng mà em chắc chắn là em cũng sẽ dành tặng cho cô chú anh chị những cái sản phẩm hay nhất. Dạ cảm ơn Cường. Ở đây vậy cho em hỏi, ở đây ai sẽ ủng hộ cho những dự án sắp tới của Cường? Một tràng pháo tay thật lớn ạ. Rồi, vậy ngày hôm nay, sau ngày hôm nay thì Cường sẽ chính thức bước sang tuổi 21. Vậy thì nếu dành cho em 3 lịch bước dành cho chính bản thân của mình, Cường sẽ chúc gì? Lời. Quá trời quá đất, một hồi cái xong không còn giữa sân khấu nữa luôn á.
lời chúc hả chị? Đúng rồi, chúc cho chính bản thân mình. Lại ướt hay là chúc ta? Ướt không, ướt là xíu nữa mình đốt bánh kem mình ướt. Bây giờ là mình chúc cho mình trước để có tất cả mọi người cùng nghe. Mai chứ lời cô ướt chú gọi là ướt là thành trách nhiệm cho chính mình thôi. Gọi tính gọi xuân lai nhưng mà thực sự các cô chú anh chị mới thì em cũng xin chúc cho nói như vậy em có sự quá. Lần đầu tiên thấy sinh nhật của mình tự chúc cho mình luôn. Dạ em thì em cũng mong chúc ra cho em thì tuổi mới sẽ thật là nhiều may mắn, thật là nhiều sức khỏe và nhận được nhiều tình yêu thương hơn của cô chú anh chị dưới đây ạ. Rồi, và bây giờ sẽ là giây phút mà gọi là có sự khác biệt hơn năm ngoái. Năm ngoái thì chúng ta chỉ có cắt bánh kem thôi, năm nay chúng ta cắt bóng bay. Rồi, mời Cường sẽ di chuyển qua bên phải khu vực sân khấu này, thấy tuổi 20 không? Đó, cho em xin nét nhạc đi ạ. À. Dạ rồi, sau khi mà Cường vừa cắt xong số 0, bây giờ thì chắc là để chị cầm giúp em micro em ướt đi ha. Bây giờ là ướt thầm kín nè. Dạ rồi, đây đây. Rồi, đây là một phần quà đến từ cô Hai Lê Nhật Cường, mừng Cường mới. Trong thời gian này cho em xin ly của tất cả các quý cô chú anh chị, chúng ta rót thật đầy ly để cùng nhau nâng ly chúc mừng sinh nhật Cường được không ạ? Dạ rồi, một lần nữa em xin mời tất cả cô chú anh chị chúng ta sẽ rót nước của mình thật đầy ly ạ. Ai uống gì thì rót nấy nha. Ai quá. Lấy cái ghế cho Cường đi. Rồi, cuối cùng cũng xong.
Rồi tất cả quý cô chú anh chị với lại các bé, chúng ta sẽ di chuyển ra phía sau một xíu để có thể dễ dàng lấy hình hơn ạ. Rồi mọi người ơi, đi xuống. Không, nói lại, nói lại chị. Hôm nay là Cường dễ thương nhất trong tất cả mọi ngày, trong tất cả những lần chị gặp. Dạ, mấy lần kia con dễ thương hả? Chắc vậy rồi. Dạ rồi. Dạ rồi. Cô chú anh chị thân mến, ngày hôm nay á, là em biết là chúng ta đến đây rất là muốn đứng gần Cường để có thể lưu giữ lại khoảnh khắc này. Dạ, cảm ơn cô. Rồi. Nhưng mà chúng ta sẽ lên lần lượt từng người nha, để tránh cái việc là chúng ta hơi chen chúc trên này thì chúng ta không có hình đầy vật. Trực tiếp cho một người. Cô Hồng Hạnh. Mấy cái nó dành mãi. Được năm mấy người. Phượng ở Buôn Ma Thuột. Hết hơi vào công là Phượng Duyên. Phượng ở Linh Bình. Năm người cười. Có một trường hợp đặc biệt là cô Triệu Thị Cần ở Hà Nội. Cô Cần thì hiện nay cô đang bị ung thư ác tính, nên là cô trao phần quà cho Cường là 3 triệu đồng cùng với lời nhắn cho gia đình Thay Đập Chuối là nếu như sau này cô có bệnh hoạn thì cô sẽ phù hộ cho tất cả mọi người trong gia đình Thay Đập Chuối để mọi người thay cô đồng hành cùng Cường, ủng hộ Cường và luôn ở bên Cường. Đây là lá thư cô viết cho Cường đồng của cô. Cảm ơn chị rất là nhiều. Cảm ơn cô cần có tin với Cường là cho tên điện đại diện ôm Cường một cái cho cô cần. Ừ. Dạ vâng ạ. Dạ. Dạ rồi. Dạ rồi, chị ơi, ngày hôm nay là chương trình của chúng ta. Còn riêng món quà của bên biển được cùng với lại tất cả mọi người, các cô chú hâm mộ Cường và hâm mộ thơ ca thì đã in một cuốn sách có tên là Sông Hương Tỏa Sáng để tặng cho tất cả gia đình Thay Đập Chuối. Hiện tại cuốn sách được in ấn là 210 cuốn, tương đương với tuổi 21 của Cường. Thì tin chúc Cường là luôn luôn tỏa sáng, luôn luôn thành công và năm mới đạt được nhiều ước mơ của mình như mình đã mơ ước. Vâng, sẽ được Cường những cuốn sách mà chị vừa nói. Dạ rồi, sẵn em cũng xem phép cô chú anh chị một việc, đó là ngày hôm nay là em quan sát là cũng có hơn 500 cô chú anh chị đến đây, mà nếu như cả 500 cô chú anh chị chúng ta đều lên gửi gắm tình cảm khoảng 2 phút 3 phút thôi là Cường không có đủ thời gian để có thể tiếp cận được tất cả mọi người. Con tặng quà con nhớ và chúc con sao nha. Anh đang. Dạ. Không chưa chưa thấy. Con mở cái hộp này ra. Lấy cái này ra mở là coi gì. À, có một cái điều đặc biệt các cô chú anh chị. Cây quạt nha cả nhà. Hồi lúc đăng ký đăng lên trên Facebook là tôi nói có 2 triệu đồng, tại sao có vàng mà có 2 triệu đồng? Là tại vì làm cây quạt thì phải có tiền. Các cô chú anh chị có nhận ra ai không ạ? Các cô chú anh chị có nhận ra ai không ạ? Alo. Cô Anh hôm nay có cô Anh đi dự sinh nhật Út Cường. Dạ chào cô Anh ạ. À. Con trai cô Anh ạ. À. Con trai cô Anh kế bên. Dạ, hôm nay có cô Anh. Hôm nay có cô Anh đi dự sinh nhật nha. Dạ. À, con. Chào. Con nói là con mở nha. Làm như vậy. Khi cô đếm 1, 2, 3 thì con mở cái tấm này qua đó nè. Cho trẻ nước bàn nha. Đứng bên đâu, đứng bên đâu. 1, 2, 3, mở. Thì là như vậy mà. Con đếm hoài vô đi. Hai chỉ vàng bốn số chín nha. Dạ rồi. Em nhờ các anh chị chúng ta sẽ lên hỗ trợ để đây là món quà thứ ba.
trời, xếp hàng dài như vậy luôn. Xếp hàng dài. Dạ vâng, vậy giờ quầy xin phép quầy xuống live nha các cô chú anh chị. Dạ. À, giờ quầy xin phép quầy xuống live, nãy giờ như vậy là cũng cố lắm rồi, các cô chú anh chị thông cảm nha. Các cô chú anh chị qua phân lúc xem nha. Dạ. Để tập trung đến nữa về một mối. Dạ, quầy xin chào và hẹn gặp lại các cô chú anh chị nha. Chúc một chút nha. Nhân dịp sinh nhật các cô chú anh chị qua bên Hồ Văn Cường phân lúc xem nha, quầy xin phép quầy xuống. Dạ. Chụp lại đi. Quậy nãy giờ cũng là vì các cô chú chị nắm rồi này. Tại vì bên phía ban tổ chức có thông báo. Mong các cô chú chị thông cảm nha. Dạ. Có một đêm sinh nhật thật là tuyệt vời. Chúc con cả đời vui vẻ. Vào bên fan club xem nha các cô chú chị. Bước sang tuổi mới 21, cô chúc con sẽ gặt hái được nhiều thành công mới. Khán giả ngày càng đông, yêu thương ngày càng nhiều, rất là nhiều. Cố gắng lần sau tại Facebook về ạ. Dạ vâng. Bye bye các cô chú anh chị. Rồi xuống like à. Dạ phát rồi đó các cô chú chị, có phát rồi đó. Dạ chương trình có phát rồi đó ạ.